Trang hạnh phúc bên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà lại lộ dấu hiệu chán chường. Chuyện tình yêu của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà có thể xem là đẹp và được chú ý chẳng thua kém Đông Nhi và ông Cao Thắng. Từ việc sinh con đến màn cầu hôn đơn giản của nam diễn viên Việt Kiều dành cho vợ đều thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ. Giữa lúc hạnh phúc đang đong đầy, vừa hạ sinh mẹ tròn con vuông hai nhóc tỳ, lại chuẩn bị làm cô dâu, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khiến dân tình lo lắng khi để lộ dòng trạng thái chán nản, sống sao cho vừa. Theo đó, trên story cá nhân, nữ hoàng giải trí đăng tải bức ảnh với nội dung đánh giá tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng cô đều có mục đích mang lại giá trị kinh tế, gắn liền với thương hiệu để quảng cáo sản phẩm. Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý, là sự thật bất lực vô bờ. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý quen nhau khi cùng hợp tác chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Sau hơn 3 năm, cuối cùng tình yêu trong MV đã trở thành đời thực khi cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020 và đón cặp sinh đôi Leon và Lisa vào tháng 11 vừa qua. Trước đó, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bức ảnh đội khăn von và mặc váy trắng trên Instagram cá nhân. Bức hình của nữ hoàng giải trí nhanh chóng nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả khi Hồ Ngọc Hà mang lớp trang điểm đậm và mặc bộ trang phục giống như cô dâu. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng đặt ra nghi vấn, phải chăng bức ảnh này được chụp khi nữ ca sĩ đang đi chụp ảnh cưới. Dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ đã để lại câu hỏi cho Hồ Ngọc Hà. Đa phần người hâm mộ đều cảm thấy vui mừng cho Hồ Ngọc Hà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến nữ ca sĩ.